Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh và đánh giá xếp loại Đảng bộ năm 2022. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quân sự quốc phòng. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết thống nhất tích cực chủ động đề ra nhiều nội dung biện pháp tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ bốn huyện thành phố đạt kết quả tốt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách chủ động đấu tranh phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Các thành viên trong ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh đã thẳng thắn nêu những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thảo luận chủ trương biện pháp để khắc phục kịp thời những hạn chế khuyết điểm, tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu tập thể ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh và từng cá nhân ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục. Từ đó góp phần cùng tập thể ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ thời gian tới. Trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023. Góp sức cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.